con mà lấy kiện mà không không vừa ý con là con mà chỉ cần
lời thôi, chứ còn mưa thì như vậy, còn không có ai giúp con mà một vui mà nó không biết đâu. Tính thì hai vợ chồng con thì tính con hay cái chuyện mà rồi hắn cũng nghĩ cái chuyện về con ngoài rồi cứ đến mà con chưa có con đâu thì con cứ là con sót của cưới nó 2 năm rồi cái cũng lúc bắt đầu con đi ở người ta 20 tuổi con rồi đi làm người ta 2 năm cái người ta cứ cười con không à, người ta cứ nói người cái đê ba con xấu xí này kia vậy đó đủ thứ hết. Người ta có chịu hết người ta mang đồ đẹp đi lễ cho con rồi phải cút cỏ làm mướn cho gia đình người ta con làm chú thương bội gì đó mọi người đó cái là thành chúa luôn. Họ thì họ rất là giàu có nhưng mà họ sống theo cái kiểu đó. Thì con thì con tôi quay cách làm nhưng mà họ được một cái là tiết kiệm, học đó là tiết kiệm mà con đâu làm á. Tới lúc mà con đi họ nó còn coi mình biết nhà cho á thì con sẽ lấy nhà cho mà thôi chứ không coi mình có đất có nhà. Thế con cũng có lấy con làm nói chú ơi gia đình người ta nuôi để một kia mà tại sao con lại không có 5 mét đất để con trồng rau? Thế là gì có chưa? Dạ chưa, chưa ok đầy đủ hết rồi cha. Ok. Giờ ok rồi đó. Thế thì Chúa là đứng rất đi lạnh và con đã yêu ok rồi. Giờ cha tặng con mấy trăm cho bài nào đó. Thưa cho Chúa nha. Về con nghe, thì lúc nào con muốn gọi với chồng nó thì con mặt để con nghe được không? Thì nó đã bắn con ba đó. Rồi, đây là anh chị. Rồi, xin chúa chúc lành cho chú bạn và bây giờ thì em. Rồi, cảm ơn con. À, tôi xem chú phải cười cô này luôn cả cười vui cười tươi vì cuộc đời của cô nó cứ thăng trầm lúc lên lúc xuống và rất là thật một con người thật chứ một con người ngang tàn một con người ngang bướng và đối với Chúa thà ngang tàn ngang bướng vậy thì là dễ ôn lắm còn cái người cứ nhóng nháo xù xù người này nó nóng lạnh chẳng có lạnh chú bảo nóng thì ra nóng lạnh thì ra lạnh dần dần ư ta mở ra chú một là mình nóng hay là mình lạnh chứ cô này cũng nóng cô này muốn ngang bướng cô này muốn ngang tàn cô bảo là kiếm người thứ hai ngang tàn con xin lỗi chú đời chưa có nhưng mà đối với chú thì lòng thương xót của ngài vượt lên trên cả cái ngang tàn ngang bướng ấy và chú cho cô ấy gặp một người chồng hiền lành để mà chịu đựng cô ấy ta thấy nếu mà không thì sẽ mâu thuẫn giữa vợ với chồng ta thấy Chúa đến đem bình an nhưng mà cái sự bình an đấy chỉ có khi mà hai người cùng nhìn về một hướng cùng đón nhận lòng thương xót của Chúa còn nếu mà một người đón nhận lòng thương xót của Chúa một người không đón nhận lòng thương xót của Chúa thì nó là sự chia rẽ nó là sự mâu thuẫn giữa vợ với chồng với đàn dâu với mẹ chồng với cha mẹ với con cái nếu mà hai người cùng đón nhận lòng thương xót của Chúa mà cùng về nhà cùng cầu nguyện lòng thương xót của Chúa thì nó sự bình an. Nhưng mà nếu mà người chồng muốn cầu nguyện và cô này cũng ngang càng ngang bướng mà chẳng nguyện chẳng cầu gì cả đặt luôn cái bàn thờ đi thì là sự tan hoang liệt thì chẳng thấy đó và tôi nếu mà tôi chạy theo tà thần tôi chạy theo buồn ngại tôi thể chạy theo cái này cái khác trên thế gian này đó là sự mâu thuẫn liền nếu mà trong một cộng đoàn mà tôi cũng vậy mà có những tu sĩ có những người chân chính những người thực sự muốn sống lý tưởng đời tu của mình nhưng ở bên cạnh đó có những người chỉ muốn phát kéo với thầy tu nó ai không hay là có những người chỉ vào trong đời tu mà tìm cái danh vọng chỉ tìm chức tước tìm địa vị rồi khi mà có chức khi mà có quyền thì bắt đầu hạch sách bắt đầu hành hạ anh em mình bắt đầu áp đặt áp chế anh em của mình nhân danh thích hơn lời nhân danh quyền lực nhân danh cái nọ nhân danh cái kia thì sự mâu thuẫn nó sẽ nảy sinh từ trong đó người mà muốn theo Chúa người mà muốn sống lý tưởng của mình sẽ bị thiệt thòi, sẽ bị mất mát, sẽ bị trù dập, sẽ bị tổn thương, thiệt thòi. Và Chúa nói với chúng ta là đến để đem chia ra là như vậy. Cũng như chị đang nói về cái cơ cấu, tôi không đả kích đoàn thể tốt lắm. Phải có đoàn thể để chúng ta sống chung với nhau, để chúng ta yêu thương nhau, để chúng ta có chung một cái mục đích, chung một lý tưởng. Tôi không đả phá đoàn thể.
phải có. Tại vì sống chung với nhau thì phải có tổ chức. Tổ chức thì cũng phải có những quy định, tổ chức thì cũng phải có những cái nguyên tắc để mình sống nó mới hòa hợp được. Nhưng nếu mình cứng nhắc ở trong cái cơ cấu thì tôi đọc cũng tổng cái bộ follow Bùi Văn Đọc, chủ tịch hội đồng giáo mục, tôi trình bày về cái đặc sủng của mình, cái ơn mà đi ban chuyển động thương xót. Tức là nếu nói với tôi một câu là cơ cấu sẽ giết chết đặc sủng. Cái cơ cấu nó sẽ giết chết đặc sủng. Vì đặc sủng là ơn của Chúa Thánh Thần, mà ơn của Chúa là ban cho mình là sống trong tự do của con cái Thiên Chúa. Mà sống trong tự do của con cái Thiên Chúa thì đừng dùng những cơ cấu, đừng dùng những luật lệ mà áp đặt lên nhau. Mỗi người có một cái sự lựa chọn, mỗi người có một ơn riêng, thì đừng vì cái lựa chọn của mình mà cho rằng lựa chọn của mình rất là sai. Đừng vì mình vào trong hệ thống, mình vào trong cơ cấu, được cho những người ngoài hệ thống, ngoài cơ cấu là những người ngoại lai, là những đứa con hoang, là những đứa ngang tàng, là những đứa thứ nọ, những thứ kia. Mình đừng sao tắt ơn Chúa Thánh Thần. Ơn Chúa Thánh Thần ban cho mỗi người một cách khác nhau. Người thì được ơn nói tiên tri, người thì được ơn chữa lành, người thì được ơn hiểu biết, người thì được ơn rao giảng, vân vân. Thì ơn Chúa Thánh Thần phong phú vô cùng. Mình đừng nhốt, đừng giết chết, dập tắt ơn Chúa Thánh Thần. Mình có đoàn thể thì cứ vô đoàn thể, nhưng mà đừng cho là những người không có đoàn thể là những đứa con hoang, là những đứa ngoài tay. Chỉ nhớ mà chỉ vô hình đoàn thánh thể thì chỉ cứ vô hình đoàn thánh thể, mà chỉ đừng cho là muốn đoàn thánh thể mới được chầu thánh thể. Muốn đoàn thánh thể mới biết cách chầu thánh thể. Những người không có hình đoàn thánh thể, không có hình đoàn thánh thể thì không biết cách chầu thánh thể. Chúng tôi thì biết là thánh thể chân chính này, chúng tôi là biết cách chầu thánh thể. Chúng tôi biết quyết sống thánh thể và người khác là ngoại lai chứ có. Ý tôi muốn nói là như vậy. Chứ còn nếu chúng ta muốn vô đoàn thể thì cứ vô ngoài cấm đâu, phải không? Không ngoài cấm mà cũng chẳng ai ép cả. Nhưng mà đừng vì mình ở trong đoàn thể mà cho là những người không ở trong đoàn thể là những người ngoại lai, là những người không chân chính, là những người không chân truyền, và là một nắm độc quyền, và chỉ có những người trong đoàn thể chúng tôi mới được đi loan truyền đạo tin xuất Chúa thôi, còn những người khác không được đi loan truyền đạo tin xuất Chúa. Cái luật nào cho phép nói như thế? Luật nào nói như thế? Chúa nào nói như thế? Chúa nói rằng tất cả mọi người đều phải đi loan truyền lòng thương xót của Chúa. Con làm hết sức, hết khả năng của con. Những cái gì Chúa ban cho con khả năng làm, con làm hết. Còn phần thiếu sót thì chính ta sẽ là người bù đắp. Chúng ta sẽ là người bù đắp cái điều đó. Chứ không phải là chỉ những người này mới được đi loan truyền lòng thương xót Chúa, chỉ những người này mới được đi loan truyền tin mừng. Chúa nói các con hãy đi rao giảng tin mừng, các con hãy đi làm trong quân dân trở thành môn đệ của Thầy, rửa tội cho họ, biết thiên cha và con và Thánh Thần. Và Thánh Phaolô nói rằng khốn cho tôi nếu tôi không làm đạo tin mừng. Và chúng ta thấy nữ Faustina là những người đi loan truyền lòng thương xót của Chúa thì Chúa gìn giữ họ như gìn giữ vinh quang của Chúa. Chúa bảo vệ chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc con thân. Cho nên những người nào không đi loan báo, không đi loan truyền lòng thương xót của Chúa thì người ấy là những người tự mình đánh mất ơn thánh của Chúa. Và ta thấy rằng chính cái đó nó tạo ra cái mâu thuẫn. Chúa nói là như vậy, chính cái đó nó làm cho sự chia rẽ, là người hiểu đúng, người hiểu không đúng, người sống thật, người sống không thật. Người thì chỉ thích hình thức, thích đoàn thể, thích cờ quạt, thích màu mè, thích hoa đến, thích rước sách, thích cờ kiểu vân vân, thích tiền tùng, thích liên hoan. Còn người thì thích sống vào một đời sống nội tâm, người thì thích sống vào đời sống cầu nguyện, người thì thích đi vào đời sống hoạt động tôn đồ bác ái, chăm sóc cho người nghèo thay vì tiền tùng liên đình. Thì chúng ta dùng cái đấy để chăm sóc cho người nghèo thay vì cờ quạt liên đình, thì chúng ta đi vào đời sống thầm lặng, đời sống cầu nguyện, đời sống sâu lắng. Thay vì là những nghi thức này là nghi thức đó, nghi thức kia, thì chúng ta đi vào đời sống kết hợp mật thiết với Chúa để rồi ra đi loan báo và làm chứng. Một cái hệ thống mở, một giáo hội mở ra. Đức Giáo Hoàng nói là mình phải đi ra ngoài nhà thờ, phải đi ra ngoài cái cơ cấu, phải đi ra ngoài những cái hình thức, phải đi ra ngoài những cái rào cản để mà đến với muôn dân, để mà đến với người chưa nhận biết Chúa, để mà đến với anh em đang ở ngoài xa, cứ tắt cái gì
chứ phải chỉ gói gọn trong bò trong đoàn thể của mình, trong nhóm của mình, trong xứ của mình, trong hội của mình, trong dòng của mình. Không có, phải mở toan cái cửa đi ra. Còn những các bạn đó là tôi chấp nhận hàng một giáo hội đi ra dẫn thân mà bị thương tích bầm dập hơn là một giáo hội đóng kín lại mà ở trong ấy trở thành những con người xanh xao heo úa tàn tạc. Đấy là một người chị em. Và chính như vậy thì tạo ra sự mâu thuẫn. Và ngày hôm nay khi Đức Giáo Hoàng có những tư tưởng như vậy, có cách đối sống như vậy mở ra đi đúng vào cái tin mừng thì biết bao nhiêu người chống đối. Anh xem đọc trên mạng ấy, anh xem theo dõi những cái trang mà gọi là sách sự thật rồi là sứ điệp từ trời, họ đã kích, họ nói Đức Giáo Hoàng không còn ra cái gì, cho rằng đó là quỷ dữ, đó là Satan đội lốt, đó là thế này, đó là thế nọ, là thế kia. Và bất cứ một lời nào Đức Giáo Hoàng nói là cũng vẻ cong vẻ quạt hết. Đức Giáo Hoàng nói rằng hà cớ gì mà mình lại kết án những người đồng tin, mình không được kết án anh em mình, ngay cả những người đồng tin. Khi họ tỏ rằng là Đức Giáo Hoàng bênh vực những người đồng tin, Đức Giáo Hoàng hỗ trợ và bảo rằng là không có sai gì trong chuyện đồng tin, họ bốc méo khủng khiếp lắm. Và nếu chúng ta không cẩn thận, nếu chúng ta không cầu nguyện và nếu chúng ta không gắn bó với Chúa, với tin mừng, với giáo lý thì mình sẽ không chạy theo người ta. Một số nghe như vậy xong bắt đầu hoảng, sao như vậy thì sách sự thật này nói như vậy thì sao, cơn sứ điệp từ trời nói như vậy thì sao, cơn sứ điệp của mẹ nói như vậy thì sao. Tôi nói tất cả những cái gì mà Chúa hay mẹ hay sự thật mà nói chót lại giáo hội, chót lại giáo hoàng, đó là chót lại Thiên Chúa. Dứt khoát tốt, dứt khoát bỏ, không tin, không theo, không có chuyển bán cái đó. Thậm chí với người còn đem cái đó đi in ấn và phát cho những người khác nữa. Chúng ta thấy, đó Chúa đến để đem sự chia rẽ và hiểu thông nghĩa như vậy. Là có những người hiểu đúng, sống đúng, tin mừng, sống thật với lòng người, sống thật với những giá trị của tin mừng. Trong khi có những người thì thích hình thức, thích giả tạo và thích màu mè, rồi sống giả dối, giả tạo thì cái giả với cái thật có thể mâu thuẫn thôi. Cái đen với cái trắng nó phải mâu thuẫn thôi, cái ánh sáng nó bóng tối nó phải mâu thuẫn, phải chốt lại nhau thôi. Và bóng tối nó luôn luôn lập ác với cái ánh sáng đó, nó muốn làm cho người ta hoang mang, nó muốn làm cho người ta bối rối. Và đó là bàn tay của Satan, bàn tay của ma quỷ gây ra cái đó. Chưa nói mà Chúa đến đem bình an, Chúa đến đem sự thật, nhưng mà sự giả dối nó còn, cái bóng đen nó còn, nó muốn chốt lại Thiên Chúa, chốt lại sự thật, chốt lại ánh sáng. Cho nên dùng bàn tay của con người, Chúa Giêsu nói với Thiên Chúa Sina là kẻ thù số một của lòng Thiên Chúa, Chúa là Satan, là ma quỷ. Nó sẽ dùng bàn tay của con người, bàn tay của những người đạo đức để mà chống phá công cuộc này. Thậm chí là nó dùng những con người thiên trí, những con người muốn làm công việc này, công việc kia để mà chống phá lại công cuộc của lòng Thiên Chúa Chúa. Đó là, ta thấy hết mà. Thì thưa chị em, thưa chị em, mỗi người chúng ta khi mà đi theo Chúa, mình chấp nhận rằng là sẽ có những chống đối, sẽ có những cản trở, sẽ có những điều mà làm cho chúng ta phải tan nát cõi lòng của mình. Mà Chúa nói là kẻ thù là chính những người trong gia đình của mình, chính những người trong cộng đoàn của mình, chính người trong giáo điểm, trong giáo xứ của mình. Kẻ thù nó làm ở trong đó, Satan nó gieo ở trong đó, cũng như là 12 tông đồ thì nó gieo vào lòng Satan. Judas Iscariot ý định nổi Chúa Giêsu thì nó sẽ gieo vào lòng chúng ta những tư tưởng chống đối, rồi mâu thuẫn, rồi bè phái, rồi thế nào thế kia. Hãy vững tin, đừng sợ. Chúa Giêsu nói hãy vững tin, đừng sợ, thầy đã thắng thế gian, ma quỷ không làm gì được đâu nếu chúng ta một lòng tín thác vào Chúa và dứt khoát đi theo con đường của lòng thương xót.